Ngày 10 tháng 11, theo nguồn tin riêng của báo Người đưa tin, gia đình bị hại trong vụ án cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My 1961, cựu hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn, dâm ô học sinh nam ở Phú Thọ đã có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My mức án 3 năm 6 tháng tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi và 4 năm 6 tháng tù về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tổng hình phạt là 8 năm tù. Cấm bị cáo hành nghề trong 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại bị dâm ô 17 triệu đồng, các bị hại bị quan hệ tình dục 20 triệu đồng. Trong đơn kháng cáo, gia đình bị hại L.G. tờ trình bày, bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My mức án như trên là quá nhẹ, trong khi hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội, ảnh hưởng lớn đến môi trường giáo dục. Mức bồi thường đối với các bị hại cũng quá thấp trong khi con tôi đã phải chịu những tổn thất lớn về sức khỏe, tâm lý, tinh thần. Ngoài ra, một số đối tượng liên quan có dấu hiệu đồng phạm với Đinh Bằng My cũng chưa được xem xét, xử lý. Do đó, gia đình bị hại L.G. tờ đã làm đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án hình sự sơ thẩm ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét, xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm theo hướng tăng mức hình phạt, mức bồi thường đối với Đinh Bằng My, đồng thời xét vai trò đồng phạm của một số người có liên quan theo quy định của pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 thì người bị hại có quyền kháng cáo. Cụ thể trong vụ án này, khi gia đình bị hại không đồng ý với phán quyết của tòa cấp sơ thẩm thì họ có quyền kháng cáo lên tòa cấp phúc thẩm, đề nghị xem xét lại nội dung bản án. Chiếu theo quy định tại Điều 333 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, kháng cáo của bị hại trong thời hạn luật định. Về nội dung vụ án và phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, luật sư Cường cho rằng, với hai tội danh mà bị cáo Đinh Bằng My bị truy tố, xét xử thì mức hình phạt thấp nhất tòa án có thể áp dụng là 6 năm tù, mức hình phạt cao nhất là 17 năm tù. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo My 8 năm tù về hai tội danh, trong khi đó có rất nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với người mà bị cáo có trách nhiệm giáo dục, phạm tội với hai người trở lên, phạm tội hai lần trở lên, phạm nhiều tội. Bởi vậy, luật sư Cường cho rằng mức hình phạt như vậy là chưa đủ sức răn đe. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra quyết liệt, phức tạp và có nhiều khó khăn như hiện nay thì việc áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc là hết sức cần thiết, luật sư Cường nói.